ví dụ là hai cha con đang đi chơi với nhau đi và cả người cha mua cho đứa con một cái cây kem và đứa con thì nó đang rất là vui trong cái kem vui quá vui quá thích quá và bây giờ thì vô tình là trong lúc nó đang hí hận như vậy thì cây kem đó nó bị đổ và nó làm đổ nguyên một cái cây kem đó rớt xuống dưới đất Vậy thì sự kiện là gì anh chị? Sự kiện nó là cây kia nó rớt xuống đất Và thái độ của đứa trẻ là gì? Lúc này đây là mới lúc quan trọng nè Đó bởi vì sự kiện nó đã xảy ra rồi Cái cây kia nó đã rớt xuống đất rồi Chúng ta có thay đổi được sự kiện đó được không anh chị? Chúng ta không thay đổi được Và lúc này đây thì đứa con đó, nó được quyền lựa chọn Là một là nó khóc nó buồn, nó tiếc nuối Và cái kết quả là ngày hôm đó Cái chuyến đi chơi đó nó không có vui gì cả Hai là gì ạ? Hai là người cha nói với người con là như thế này con nè à, con hãy vui lên đi tại sao lại vui vậy con bị đổ kem mà con hãy nhìn vào mặt tích cực là con đã trở thành người hùng rồi đấy. Sao là con lại trở thành người hùng? Bởi vì ngày hôm nay nhờ cái việc mà con đã làm đổ kem đó thì bày kiến ngày hôm nay không sợ chết đói. Bày kiến ngày hôm nay có một bữa ăn no nê và thịnh soạn. Con chính là người hùng cho bày kiến đó. Ô vui quá, hạnh phúc quá. Ô vậy là ngày hôm nay nhờ cái việc này mà con đã mang lại cái điều hạnh phúc cho bày kiến. Hôm nay con rất là vui. Vậy là bao nhiêu cho số chị đã thấy rằng là chỉ cần thay đổi cái thái độ thôi thì cái kết quả của chúng ta nó cũng có sự thay đổi ạ nó có một cái sự thay đổi rất là lớn đó là về một một cái sự kiện bình thường có những cái sự kiện lớn xảy ra trong cuộc đời chúng ta ví dụ như là trong cái việc là bị không thành công đi có một cái sự kiện mà không ai thích cả đó là sự việc không thành công đó là nếu như mà anh chị đi bán hàng kinh doanh và anh chị bị khách hàng từ chối bao nhiêu số chị ở đây đã và đang kinh doanh và chúng ta đã từng bị những cái khách hàng từ chối đó là chuyện bình thường việc mà đi kinh doanh cái việc đi bán hàng mà bị từ chối là chuyện bình thường ở đây mà anh chị nào mà nói là không bị từ chối và mới nói là anh chị là bất thường đó những anh chị mà nói là anh chị đi bán hàng anh chị đi kinh doanh mà chưa bao giờ bị từ chối thì một là anh chị chưa bao giờ kinh doanh hai là anh chị đang nói phép thôi chẳng có ai mà đi kinh doanh đi bán hàng mà lại không bị từ chối chúng ta thấy một điều là cái việc mà bị từ chối là chuyện bình thường nhưng mà trong khi hỏi anh chị là khi anh chị chào mời cái sản phẩm của mình cho khách hàng của mình đó khi anh chị bán hàng đó Vậy thì có phải rằng là khi chúng ta bị từ chối chúng ta có vui không ạ? À? Chúng ta có thích cái cảm giác bị từ chối không mà chẳng ai thích cả đúng không ạ? Nếu mà mình nói là mình yêu cái cảm giác bị từ chối thì chắc là mình bị chưa bình thường rồi. Chẳng ai thích cái cảm giác bị từ chối cả. Chúng ta đã dùng cái công sức chúng ta để làm hết cái khả năng của mình để chúng ta tư vấn cái sản phẩm, tư vấn cái dịch vụ cho khách hàng của mình mà chúng ta bị từ chối như vậy chúng ta không có vui đâu ạ. Nhưng mà có một điều như thế này là thái độ của anh chị sau khi bị từ chối là gì? Thái độ của anh chị đó là anh chị bỏ cuộc và chúng ta không thành công hay là chúng ta hãy tập trung vào chúng ta thay đổi chúng ta nói là ok không sao cả thu kêu này thì ta bài cho khác nếu như mà cái người này họ không mua thì sẽ có người khác mua có thể là do họ không đủ tiền có thể là họ chưa quan tâm sẽ có những cái người khác và cái thái độ của mình nó rất quan trọng anh chị bởi vì sao khi anh chị cho phép mình bỏ cuộc anh chị có thái độ là à tôi không thành công đâu tôi không làm được đâu tôi sợ bị từ chối lắm và anh chị bỏ cuộc thì đó chính là lúc mà chúng ta thất bại nhưng mà nếu như chúng ta bị từ chối chúng ta bị một cái khách hàng Họ từ chối và chúng ta nói là giờ không sao cả lần sau mình sẽ làm tốt hơn lần sau mình sẽ làm tuyệt vời hơn lần sau mình sẽ chia sẻ nó hay hơn lần sau mình sẽ nhiệt huyết hơn vân vân và chúng ta lại tiếp tục cái thái độ của mình là kiên trì tiếp tục là cái thái độ của chúng ta là nhất quán cái thái độ của chúng ta là nhẫn nại thì chúng ta sẽ có được những cái cơ hội mới chúng ta sẽ có cơ hội để mãi dụng cái kỹ năng của mình chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta có thể là gặp gỡ những khách hàng mới và chúng ta sẽ có cái cơ hội để chốt được những cái hợp đồng chốt được những cái đơn hàng và tạo ra doanh số tạo ra lợi nhuận và gia tăng cái thu nhập của mình vậy thì thái độ chính là yếu tố quyết định cái thành công hay không thành công thái độ chính là cái yếu tố quyết định là anh chỉ có hạnh phúc hay không và thái độ là cái yếu tố quyết định là anh chị chúng ta có sầu cỏ hay không